Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa tất cả quý đồng hương Phật tử hiện diện trong cái buổi lễ đại lễ Phật đản hôm nay tại chùa Quan Thiện, được sự cho phép của Hòa thượng Thích Minh Dung, viện trưởng tu chùa Quan Thiện cũng như là thầy đồng viên Mô Phật. Để đi vào vấn đề, đây là quý vị thấy đây cái poster rất là đẹp, gồm có chư Tôn Đức Tăng Ni, trong đây có Hòa thượng Minh Dung, từ một đến Hòa thượng Minh Dung trong danh sách của Ban Chứng Minh. Thưa quý vị, khóa tu học Phật Pháp Mỹ lần thứ 10 năm nay được trở lại sau mùa đại dịch. Lần trước thầy tự ý đến đây để vận động cái buổi tiệc chay gây quỹ đã được thành công, với sự đông đảo ủng hộ của Phật tử cũng như là Hòa thượng viện chủ chùa Quan Thiện, dù lúc trong lúc đó ngài mới mổ về. Hôm nay sẵn dịp ra đây một phần đảng được Hòa thượng mời về cũng như là thầy đồng viên cho phép ban tổ chức chúng tôi xin lên chia sẻ cái poster thông báo đến tất cả quý vị. Thưa quý vị, trước quý vị là một khóa tu Pháp Mỹ thứ 10 sẽ được trở lại ở thành phố Bích Bè. Ở đây chắc ai cũng biết thành phố Bích Bè ha, không xa, cách đây khoảng một tiếng hơn đồng hồ. Nơi đây nếu chúng ta ghi danh là chúng ta sẽ rất là thuận tiện, bởi vì trong trong cái ban tổ chức đưa đón thì chúng ta chỉ đưa đón tại phi trường Santa Ana về chùa Bát Nhã, từ chùa Bát Nhã có xe bus đưa lên nơi chùa Quan Thiện. Vậy nếu chúng ta có đông mà được 50 người ghi danh tại vùng địa phương này đó, thủ là Ontario và ban những vùng phụ cận tập trung ở đây, thì thầy sẽ gửi một chiếc xe bus lên đây để đưa quý vị từ đây lên Bến Tre, quý vị chúng tôi an lành. Thưa đại chúng rằng là khóa tu Pháp Mỹ là thứ 10 được chư Tôn Đức Giáo Hội, chư Tôn Đức Giáo Phẩm Giáo Hội đã đề cử cũng như là ủy nhiệm cho thầy Từ Vi làm chức ban tổ chức. Hiện giờ chúng ta sẽ sắp tới gần 2 tháng nữa thôi là khóa tu Pháp Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 31 tháng 7 năm 2023 đến ngày 3 tháng 8, tức là năm nay chúng ta tổ chức vào quý đê từ thứ 2 cho đến thứ 5. Chúng ta có 3 đêm 4 ngày tại một khách sạn Holiday Inn Resort, một cái khách sạn sang trọng tiện nghi bậc nhất tại thành phố Bình Bang mà có đủ sức chứa. Ban tổ chức đã lắp hết bút khách cái khách sạn này, và chỉ bây giờ chỉ phổ biến cái mời quý Phật tử ghi danh. Hiện tại chư Tôn Đức Tăng Ni đã là waiting list từ lâu, bởi vì từ lúc thông báo giờ là 6 tháng rồi, cho nên là chư Tôn Đức Tăng Ni đã ghi danh 100 vị đã dư rồi. Tới bây giờ những vị mà ghi danh sau này đều vào list dự bị. Tuy nhiên còn cái số Phật tử còn 200 chỗ, tức là khách sạn chúng ta chưa 400 chỗ, chư Tôn Đức Tăng Ni 100 chỗ và quý Phật tử 300 chỗ. Bởi vì khóa tu này là khóa tu dành cho các vị cư sĩ Phật tử, cho nên là mong rằng quý Phật tử nhân cái buổi lại để Phật đản xin phát tâm ghi danh, gọi vô số điện thoại của thầy là 626-377-1103, 626-377-1103, hoặc là trên Facebook thầy Hộ Pháp, thì quý vị sẽ thấy được những tin tức chi tiết của khóa tu học Phật Pháp của Mỹ lần thứ 10. Đây là một cái một khóa tu đặc biệt đánh dấu lần thứ 10 mà tại thành phố Bích Bang, một cái nơi thành phố du lịch thắng cảnh, ai ở miền Nam California đều phải đều biết cái thành phố Bích Bang. Nếu chúng ta chưa bao giờ lên trên này thì chúng ta nên tận dụng cơ hội có khóa tu. Đây ở đây là một cái khóa tu rất đặc biệt, quý vị có thể lấy cell phone chụp hình lại để biết chi tiết về ghi danh. Hiện tại hình như là tu viện chùa Quan Thiện, Quan Phước ghi danh với một vị nào nữa là hai vị chùa Quan Thiện. Chúng ta có với hai thầy ghi danh cũng như tất cả là 4 vị thôi, mà thầy thấy trong cái đạo tràng chúng ta đây rất đông, vì thế cho nên là chúng ta đừng bỏ cơ hội, bởi vì chúng ta đi chùa Quan Thiện là đi gần nhất, từ đây lên Bích Bè thì gần nhất so với các vị ở bên Hawaii bay qua, ở bên Canada, ở bên Chicago, ở bên Florida, Texas, Atlanta, vân vân, thì họ phải tốn tiền máy bay. Chúng ta ở đây không tốn tiền máy bay ha, cho nên là chúng ta nên quý vị có thể đặt cái những thời gian cái poster dùng dọn đây, quý vị nào sau khi tắm Phật rồi đó, quý vị nên lấy máy iPhone chụp lại để về ghi danh. Vào mùa hè chúng ta có các vị thầy
từng là giáo sư và dạy các trường đại học ở Hoa Kỳ sẽ đảm trách về tiếng Anh cho những em con em Phật tử chúng ta nói tiếng Anh, tức là Anh ngữ đó, với thầy với sư cô sẽ đảm trách. Cho nên là một lần nữa là kính mong quý tất cả chúng ta còn 200 chỗ nữa, quý vị nhớ nha, chúng ta còn 200 chỗ nữa, từ đây tới đó chỉ còn 2 tháng khóa tu Quốc ngữ sẽ bắt đầu. Hy vọng rằng chúng ta ghi danh từ bây giờ, nếu chúng ta chờ phút chốt thì chúng ta sẽ không còn cơ hội, bởi vì ở đây là chúng ta gần nhất đi lên với một cái một năm trời thầy đã lo, giống như là hòa thượng Minh Dung đây đã cũng là từng trưởng ban tổ chức, cho nên là quý vị biết rằng là cái khóa tu Mỹ nó rất là đặc biệt, và nếu ai chưa từng ghi danh, chưa từng đi thì chúng ta ban tổ chức trân trọng cũng mời quý vị ghi danh với số tiền đóng là một người $400 cho một người đầu tiên, và trong nếu thành viên gia đình của chúng ta là con hay là cha mẹ hay là vợ chồng thì cái người thứ nhì cái tiếp đó là mỗi người $300, chỉ có $400 thôi thì không có, là đó là ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tất cả những học viên dễ dàng ghi danh. Về thức ăn uống khách sạn nó sạc mỗi một người về $110 cho một ngày, buổi sáng $30, buổi trưa $30, buổi tối là $50. Nếu chi phí cho một người là hết $110 tiền ăn uống rồi, nếu mà lấy như vậy thì 4 ngày như vậy là chúng ta hơn 400, và tiền ghi danh là 400 mà tiền ăn cũng 400 nữa là cái thành là cũng như là 800, quá cao. Sợ e rằng là quý vị sẽ khó ghi danh, vì vậy cho nên ban tổ chức đã cố gắng thỉnh xin được cái sự bảo trợ của chư tôn đức tăng ni của Phật tổ sẽ lên nấu, và thầy tự y sẽ gánh cơm, mang cơm đến cho quý vị ngày 3 bữa để chúng ta bớt chi phí về ăn uống tại khách sạn $400 nữa. Cho nên là chúng ta chỉ còn $400 mà ban tổ chức bao cung cấp tất cả vật thực cho quý vị. Vì vậy cho nên đây là một cái giá rất là rẻ nhất trên thế giới, là chưa có chỗ nào rẻ bằng một khóa tu. Thầy đi tu thầy phải ghi danh là đóng $400 cho những khóa tu 3 ngày đó. $400 thầy cũng tự mua vé máy bay, rồi tự phải tiến chỗ ngủ, tự tiến chỗ ăn. Nếu mà thầy bay qua Ấn Độ hay đi các nước khác mà có những khóa tu, hoặc bay qua Hồng Kông, có khi bay qua Hồng Kông thì có những khóa tu mình đều tự túc cả. Còn đây mình còn cái vừa đây là do tính cách Việt Nam, Phật giáo Việt Nam tính cách là giáo hội tổ chức cho khóa tu học Bắc Mỹ gồm có Mỹ và Canada, một khóa tu rất lớn. Đây là International Retreat, nó mang cái tầm vóc rất lớn. Vì vậy cho nên mong rằng chúng ta dành thời giờ và mời những người thân gia đình chúng ta, cũng như là con em chúng ta đang nghỉ hè, thay vì chúng ta đi vacation ở xa thì chúng ta đi ngay đây tại Bích Bè là một cái nơi thành phố rất là đẹp. Quý vị, nơi đó có tu viện Liên Hoa Xanh, là thầy là viện trưởng tu viện Liên Hoa Xanh. Vì vậy cho nên có khóa tu Bắc Mỹ được đăng cai tổ chức tại thành phố Bích Bè. Đó là cái một nhân duyên đặc thù mà chúng ta năm nay cái khóa tu Bắc Mỹ lần thứ 10 sẽ tổ chức tại thành phố Bích Bè từ ngày 31 tháng 7, tức là cuối tháng 7, cho đến ngày 3 tháng 8, từ thứ 2 đến thứ 5. Và những phòng ốc thì còn 200 chỗ nữa. Phật tử đã ghi danh được 100 vị. Xin quý vị biết rằng mà còn 200 vị nữa, chúng ta ủng hộ, cố gắng vận động cho quý Phật tử thân nhân chúng ta về tham dự. Đây là một khóa tu đầy đủ chư tôn đức, quý vị ban giáo thọ ha, ban chứng minh. Thầy đã in ba cái poster này, quý vị nên để ý. Có những vị rất là khó mời, thầy đã đích thân mời được. Các vị chư tôn đức chứng minh cũng như rất là khó. Có những vị chưa bao giờ, có những chư tôn đức chân đi chưa bao giờ xuất hiện trong 48 năm hành hoạt tại Hoa Kỳ, chưa bao giờ xuất hiện, mà trong khóa tu Mỹ lần thứ 10 này xuất hiện, được sự chứng minh cũng như các ngài quan lâm chứng minh và chỉ dạy. Cho nên là cái nội dung cái khóa tu, cái chương trình học rất là tốt, rất là ý nghĩa. Mong rằng quý vị đừng bỏ qua trong cái này. Hôm nay cảm ơn quý vị đã lắng nghe trong thời gian vừa qua. A Di Đà Phật. Cầu kính chúc chư tôn đức tăng ni chùa Quán Thiện, một mùa Phật đản, thân tâm an lạc, tuệ đăng thường chiếu, cũng như các quý Phật tử bổn đạo gần xa có hiện diện trong nơi đây. Nguyện cho quý vị sớm bước lên 7 đó hoa sen, cũng bước lên 7 bước, tuyên bố mình sẽ là ta là Phật sẽ thành.
vì Đức Thích Ca Mâu Ni đã thành rồi, chúng ta là Phật sẽ thành. Về vậy cho nên chúng ta muốn sẽ thành, chúng ta phải về Duy Nghiêm Khoa Tu Học Phật Pháp Mỹ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ tổ chức. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Tu Y là trưởng ban tổ chức khóa tu học này. Cảm ơn quý vị lắng nghe.